Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spy Room. Hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu về vũ khí du hành thời gian do Đức Quốc xã chế tạo giờ ở đâu. Bài viết này được viết và đăng tải trên website spyroom.com bởi tác giả Thái Đức Phương. Và chúng ta hãy cùng đến với nội dung của bài viết ngay bây giờ nhé. Chuông Đức Quốc xã, Dazibel, Die Glocke được cho là một vũ khí công nghệ tuyệt mật của Đức Quốc xã. Nó được mô tả lần đầu tiên bởi nhà báo người Ba Lan Igor Wiskowski trong cuốn Prada of World Waffle xuất bản năm 2000. Sau đó, câu chuyện về chuông Đức Quốc xã được nhà báo, tác giả Nick Cook truyền bá rộng rãi qua cuốn The Hunt for Zero Point xuất bản năm 2001. Ông đã liên kết nó với các giả thuyết và thuyết âm mưu như chủ nghĩa huyền bí phát xít, chuyện Hellboy là một ví dụ, đàn áp năng lượng mới, chính phủ và các nhóm lợi ích liên kết với nhau tiêu hủy những khám phá về nguồn năng lượng chi phí thấp như động cơ vĩnh cửu, động cơ chạy bằng nhiên liệu nước, vân vân. Nghiên cứu phản trọng lực, giả thuyết tạo một vật thể như đĩa bay, không chịu tác dụng của lực hấp dẫn. Cỗ máy thời gian, teleport. Cook mô tả chiếc chuông là một thiết bị quay và phát sáng, có các tính năng như phản trọng lực, du hành thời gian. Ông cũng nói rằng các nhà khoa học chế tạo ra chiếc chuông này đã bị Đức Quốc xã sát hại vào cuối cuộc chiến, còn chiếc chuông đã được cất giấu ở một nơi nào đó. Và sự thật là, tác giả Witkowski kể lại rằng ông đã đọc được thông tin về chuông Đức Quốc xã trong một tài liệu tuyệt mật nào đó, được viết bởi một điệp viên Ba Lan nào đó, thẩm vấn một viên Đức Quốc xã nào đó, hoàn toàn không có bằng chứng nào cho thấy viên sĩ quan ấy, điệp viên ấy hay tài liệu tuyệt mật ấy từng tồn tại. Bản thân Witkowski cũng chẳng cung cấp thêm được bằng chứng gì. Sau đó câu chuyện chuông Đức Quốc xã đã được các tác giả thêm mắm thêm muối để cuối cùng tạo ra cái hình như ở trong ảnh trên. Hoàn toàn không có bản ghi chép nào từ các bên ở trong cuộc chiến, thậm chí là ám chỉ đến sự tồn tại của bất cứ thứ gì gần giống nó. Các nhà phê bình chính trị đã chỉ trích những thông tin về chuông Đức Quốc xã là ngụy khoa học, đồn đại và trò bịp. Gần đây, năm 2017, nhà sử học Eric Kurlander đã bàn về chủ đề này ở trong cuốn sách của ông về chủ nghĩa huyền bí phát xít, Hitler Monster, A Supernatural History of the First Reich. Ông cho rằng nó bắt nguồn từ cái kho thuyết âm mưu sau chiến tranh và chủ yếu dựa vào các nguồn ghi chép giật gân trộn lẫn với văn học gần đương đại, kể lại một nửa sự thật rồi hư cấu thêm. Nhà phê bình Kurt Kleiner của trang Shalom nhận định rằng đó là một câu chuyện lợi dụng sự cả tin khi ta mua cuốn sách, trừ khi ta thích những tiếng cười rẻ tiền, chứ không thì ta hy vọng tác giả sẽ kể ra một câu chuyện hợp lý, cẩn trọng và thuyết phục. Cook không phải là một tác giả kiểu này. Kleiner chỉ trích việc làm của Cook là gom những chi tiết mâu thuẫn, kỳ quặc, mơ hồ để đưa ra làm bằng chứng và kết luận rằng bài học mà cuốn sách mang lại cho chúng ta là thấy được cái cách mà các thuyết âm mưu hấp dẫn được con người. Tác giả theo chủ nghĩa hoài nghi, Robert Schaeffer đã chỉ trích cuốn sách của Cook là một ví dụ kinh điển về cách bịa ra một câu chuyện thú vị mà hầu như chẳng có căn cứ gì. Ông ta đã đến những nơi mà người ta từng đồn là trung tâm nghiên cứu bí mật về UFO, phản trọng lực và viết về những gì mà ông ta cảm nhận và tưởng tượng ra, mặc dù ông ta không phát hiện ra điều gì hữu hình hơn những lời đồn đại vô căn cứ. Schaeffer cũng lưu ý rằng thông tin về chuông Đức Quốc xã được lan truyền bởi các nhà nghiên cứu UFO và các tác giả theo thuyết âm mưu như là Jim Mars, Joseph P. Farrell và người cổ suý thuyết phản trọng lực John Dering. Tác giả, nhà sử học Robert F. Doyle mô tả rằng chuông Đức Quốc xã là một trong những thuyết âm mưu giàu trí tưởng tượng nhất đã nảy sinh trong những năm sau của Thế chiến thứ hai và là điển hình cho những biểu tượng về vũ khí ma thuật của Đức Quốc xã. Những thứ được phổ biến trên các tạp chí lá cải như là The Police Gazette. Chuông Đức Quốc xã và những vũ khí ma thuật khác của Đức Quốc xã đã được kịch tính hóa ở trong game, truyện tranh, tiểu thuyết, phim ảnh, thậm chí là trong một quyển sách tâm linh ở Việt Nam. Nếu các bạn thích bài viết này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spy Room, còn mình là Pink Dot. See ya!